Tối ngày 22 tháng 1, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đã xác nhận với phóng viên về việc tài xế PCD, sinh năm 1982 quê Hà Tĩnh, người điều khiển ô tô bỏ chạy khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có cấp bậc thượng úy, công tác tại một đơn vị sửa chữa tàu thuyền của quân đội. Công an tỉnh đã bàn giao ông Đê cho lực lượng quốc phòng xử lý theo quy định. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 1, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe mô tô Mazda biển kiểm soát 37K 27092 do tài xế PCD điều khiển, để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, nhưng người này không chấp hành mà lái xe đi lùi rồi bất ngờ quay đầu đi ngược chiều trên đường. Tổ công tác tiếp cận ô tô, ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng ông Đê tiếp tục nhấn ga đâm thẳng vào các cán bộ tổ công tác. Các cán bộ kịp thời tránh nên không xảy ra va chạm. Khi lực lượng của tổ công tác truy đuổi, ông Đê lái xe chạy ngược chiều, điều khiển phương tiện với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường khác của thành phố Vinh. Xe ông Đê bị chặn dừng trên đường Chu Văn An. Ông Đê bị khống chế đưa về trụ sở công an thành phố Vinh. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy, ông đề vi phạm mức 0,399mg trên một lít khí thở. Ông PCD cho biết vừa đi liên hoan ở nhà bạn. Qua đấu tranh, tài xế D khai nhận trước đó vừa đi liên hoan ở nhà bạn, hiện là thượng úy, đang công tác tại trạm sửa chữa tàu thuyền quân khu 4. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh đang củng cố hồ sơ, bàn giao tài xế D cho cơ quan điều tra khu vực 2, quân khu 4 để điều tra xử lý theo thẩm quyền.